if you with it. Bắt đầu thôi nào. Vi dùng kem lót để lớp nền bám lâu và kiềm dầu tốt hơn. Sau đó Vi cho một ít kem nền ra tay, dùng cọ đến lớp kem nền trông thật tự nhiên và không bị bột. Các bạn cho một ít nước và mút trang điểm, sau đó tán đều kem nền nhé. Sau cùng, để tạo một lớp nền hoàn hảo là phủ một lớp phấn bột thật tự nhiên lên mặt. Vào phần mắt, Vi dùng màu hồng nhũ nhạt đánh phần giữa của bầu mắt, sau đó đánh một lớp nhũ vàng thật nhẹ vào khóe mắt. Về phần đuôi mắt, Vi dùng màu nâu không nhũ đánh theo đường đuôi mắt. Sau đó các bạn dùng cọ mắt lớn, tán đều cho đôi mắt thêm tự nhiên hơn nhé. Vì đây là trang điểm dạ tiệc tự nhiên nên Mi sẽ dùng tông màu nâu thay vì màu đen. Đầu tiên Mi đánh một đường mỏng bằng gel kẻ mắt, sau đó dùng những gì còn sót lại trên chổi đánh phía ngoài đuôi mắt dưới. Cuối cùng, Mi đánh thêm một lớp nâu nhạt không nhũ ở phần đuôi mắt cho đôi mắt trông to hơn. Trong video này, Mi sẽ cắt nhỏ từng phần mi giả ra, như vậy mắt sẽ trông tự nhiên và trong hơn. Khi chờ đợi mi giả khô thì Mi sẽ làm phần lông mày. Khuôn lông mày hôm nay sẽ là ngang và dài. Mi sẽ vẫn dùng tông nâu nhạt cho phần này. Sau khi đã đánh lông mày bằng bột xong, Mi dùng mascara để đánh cho chân mày vào nếp đẹp hơn. Sau khi Mi giả khô, các bạn nhớ bấm Mi và chút mascara nhé. Phần tiếp theo sẽ là má hồng. Tông má hồng hôm nay Mi sử dụng là màu hồng nhạt. Sau đó Mi cho một ít kem tiêu khuyết điểm sáng hơn da Mi một tí, dùng làm highlight cho gương mặt. Mi cũng không quên cho phần highlight nhũ vào phần gò má. Mi rất thích đánh son nhiều lớp nên lớp son đầu tiên Mi chọn là màu hồng kem tự nhiên. Sau đó Mi đánh màu đỏ gần hết môi. Và cuối cùng Mi chọn son dạng cream màu hồng đỏ để đánh lòng môi.